Xin chào các bác, em lại vừa mới về tiếp được ba cái âm ly. Em vừa mới bóc thùng ra. Chiếc bên dưới này là Yamaha DSP A1092. Chiếc này thì nó thuộc dòng khủng, nó nặng khoảng 18-19 kg, nó giải mã DAC, xuất phờ rè ao, và tất cả các sắc bông sen của nó đều được mạ vàng. Chiếc này thì em hoàn toàn chưa hề test, thì các bác có thể nhìn thấy cái băng dính ở bên cam nó vẫn quấn qua cái chiếc áp volume này. Em chưa hề test. Dòng này thì mặt phay nhôm sơn màu màu xám lông chuột, hai bên có hồi gỗ. Đó. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì có một anh tên là Nguyễn Danh Hùng đã chuyển khoản tạm cho em 3 triệu. Với số tiền đó là anh sẽ đặt cọc để lấy một chiếc âm ly Yamaha. Rất cảm ơn anh đã tin tưởng và ủng hộ shop em. Em sẽ test chiếc âm ly này và sẽ báo lại anh sau. Vâng, đây là chiếc thứ hai. Chiếc này là chiếc âm ly đa kênh Mara, có một cái thiết kế rất đẹp, rất cân đối. Chiếc này có cái tên mã là Maran PS 4500. Nó sở hữu mặt phay nhôm xước. Có thể nói cái thiết kế này rất chi là cân đối và rất đẹp. Chiếc này có công suất trên 300W. Riêng về chiếc này thì có trước khi hàng về thì đã có chú Hòa ở Hà Nội ngỏ ý muốn lấy chiếc này. Báo cáo với chú thì hàng nó vừa về tới, cháu chưa kịp test. Sau khi cháu test kỹ càng sẽ báo lại chú sau. Ở trên cùng này là một chiếc âm ly cổ của hãng Aurex, có tên mã là Aurex SA 360. Chiếc này cũng sở hữu mặt phay nhôm, có đèn nháy tia. Công suất của chiếc này nó dưới 60W. Nó phù hợp đánh những dòng loa cổ hoặc toàn giải hoặc là bupseo nhỏ. Chiếc này thì có cái giá rất dễ chịu. Nó ở tầm khung giá khoảng 2 triệu. Ở đó, sơ lược thì em về được 3 món như thế này. Và hàng của em thì nó sẽ về Lai Dai trong tuần tới. Ngày hôm nay thì em thực sự là ốm, em hiện tại đang sốt. Lúc nãy thì em cố gắng đóng cái thùng hàng gửi cho anh Khiêm ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Anh Khiêm có chốt cặp loa Cyber Pro và em cũng cố gắng đóng thùng hàng và vừa gửi cho anh Khiêm xong. Còn những cái thứ này báo cáo với các bác là hôm nay em ốm, em sẽ phải uống uống thuốc hạ sốt và đi nằm. Có lẽ là trong ngày hôm nay là em sẽ không làm ăn gì được. Chỉ xin liên hình và báo cáo với các bác là như vậy. Vâng, xin cảm ơn các bác đã dành thời gian cho video này.